Angie xin được kính chào tất cả các anh chị và các bạn nè. Các anh chị ơi, ngày hôm nay đó mình bay qua tiểu bang Michigan và mình xin kể lại cho tất cả các anh chị và các bạn nghe cái hành trình của mình đi như thế nào nghe. Nó cực khổ, gian nan, vất vả mà cười đau ruột luôn. Đã hơn 2 năm rồi, từ lúc dịch bệnh đến bây giờ thì mình không có bay ra nước ngoài cũng như là bay trong nội địa. Cho nên ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà mình bắt đầu bay lại ở trong nội địa. Thì mình không có biết được là trong sân bay nó có cái gì lạ. Thì khi mà mình đến sân bay rồi mình mới cảm nhận được là ô là la, có rất là nhiều cái điểm khác biệt so với lúc trước mà mình không có nhận ra. Bây giờ nè, vừa mới đến thôi là bắt đầu có một em chó, các anh chị thấy không? Một em chó đi ngang qua, đi ngang lại để đánh mùi xem là mình có mang cái chất cấm gì hay là không, bom đạn gì hay là không. Có một chuyện tiếu nhất á, là mình vừa đi qua khỏi ẻm là ẻm mệt rồi, ẻm nằm lật gọng xuống ẻm ngủ à. Thấy thương không các anh chị, làm mệt quá rồi. Mọi người ơi thấy không, mới có đi qua một đoạn thôi mà hai chị em cũng chết luôn rồi đó. Cởi giày, cởi áo, rồi cởi dây nịt, rồi cởi gì nữa ha anh đi, cởi su chiên, cởi vú. Tôi phải bị khém là vì cái su chiên nó có cái dây gì sau lưng nó kêu nó bắt vô đó, thấy chưa? Nó bắt vô nó khám rồi bởi vậy nó khám nó gờ tới nó gờ luôn nó vui chứ. Nó gờ tới rồi luôn không biết cái gì nó kêu ở trong người nữa, mở gần hết rồi còn cái gì nó kêu nữa. Nó nói đó là anh này ơi, tao phải gờ bên trong luôn, tại vì đó là bây giờ đã cởi ra hết rồi mà nó vẫn còn kêu, cho nên nó là cái gì ở bên trong á, bên trong thiệt trong á. Bây giờ nó kiểm tra nghiêm ngặt mà khó khăn hết sức, nhưng mà một điều đáng ngạc nhiên là mọi người ơi, nhìn nè, cái số lượng người đi nó nhiều khủng khiếp kinh hoàng. Mình cứ nghĩ đó là bây giờ dịch bệnh cho nên người ta không có đi nhiều, nhưng mà không ngờ người ta đi nhiều dữ thiệt luôn á. Đi lên máy bay thì gặp một thằng Mỹ con, nó ngồi ở đằng trước mình, có thấy cưng không? Mà nó cứ bườn ra đằng sau, nó mới làm quen với mình không à, cưng hết sức luôn. How old is he? 11 months. Oh, 11 months. Yep. Bé 11 tháng à. Thấy hai chị đẹp ở đằng sau, cứ bườn ra đằng sau nói chuyện miết à, cưng hết sức luôn vậy. Trời ơi, mọi người ơi, mình đã tới tới phi trường Detroit. Detroit rồi. Ừ, Michigan rồi. Nóng quá. Mà nghe người chưa ta có ra ngoài, nghe người ta hù á là ở đây nó lạnh dữ 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 lắm. Cho nên là mặc quần áo á, ấm quá chừng luôn. Mà không biết á là ra ngoài thì sao, chứ bây giờ đó thì còn đang rất là nóng, nóng muốn chết. Đây là phi trường Michigan. Nhìn thấy rộng và đẹp lắm các anh chị. Tôi mỏi quá. Bạn tôi mệt dữ rồi. Nè, ở bên Michigan nè. Okay, let's go. Trời lạnh cho nên nó là cái chỗ mà phòng chờ đó là có kiếm nha mọi người. À, khác hơn ở bên California nha. Đây là cái chiếc xe họ chở mình đi ra khỏi sân bay. Rồi, đây là ban công của khách sạn Hilton. Từ trên tầng 2 nhìn xuống. Rất là dễ thương phải không các anh chị? Coi cái đèn này nè. Lần đầu tiên mình đến Michigan nên nó làm mình review
cái khách sạn Hilton ở bên đây cho mọi người xem coi là nó có khác gì so với lại cái khách sạn Hilton ở Las Vegas hay là ở California hay không nha. Đây là cái chỗ mà cái cổng vừa mới bước vào. Đây là cái đường đi mình đang đi tới phòng của bạn Annie. Phòng của bạn đâu rồi? 377. 377. Phòng của bạn mình là 377. Đây, 377 đây. Rồi, bây giờ là mình bước vào thì mình review bên trong trước nha. Cái giường đôi cũng rộng phải không các anh chị? Không có phải là quá quá rộng nhưng mà cũng rộng. Rồi có cái tivi kế bên đây. Có được một cái sofa mà mình kéo dài ra thì mình có thể nằm được một người. Nếu như mình đi hai ba người gì đó nhưng mà thực ra mình đi có một người thôi cho nên mình không cần cái đó. Bây giờ cái giường này là cần boyfriend nè. Cái giường này cần có boyfriend nằm lên trên đây nè mọi người ơi. Rồi bây giờ mình vào đây mình review cái restroom như thế nào. Cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Và đây là chỗ rửa mặt. Và đây là cái phòng tắm đứng. Cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, không có phải là quá rộng so với Vegas hoặc là ở California ha. Trời ơi các bạn nhìn thấy một cái tô thức ăn của mình các bạn hiểu không? Rồi mình sẽ cho các bạn xem nha. Hai người bạn của mình nè cùng ngồi ăn là mình sẽ cho các bạn xem story là tại sao mình lại được ăn cái thức ăn này nha. Mình sẽ kể cho các bạn nghe cái hành trình làm sao để được có hai cái tô thức ăn này nha các anh chị. Nó khủng khiếp lắm. Trời ơi, các bạn ơi, để mình kể cho mọi người nghe nha. Mình tới đây đó là mới có 7:30 phải không Du? 7:30, 8 giờ, bây giờ mới được ăn cái món gọi là Mexican food. Mà các bạn biết sao không? Chỉ có cái gì đây, gà ha, miếng gà, miếng thịt, để ăn thử coi ngon không nha. Không rồi, cái này là như nó nói thịt heo á, thịt heo. Các bạn biết sao không? Avocado là miếng này. Là tại vì đó là từ cái phi trường mà lái đến cái khu mà mình ở, khách sạn mình ở đó, là nó tới 1 tiếng hơn. Cho nên nó là khi tới đây á, là đã hơn 9:30 rồi. Mà đây là thành phố rất là nhỏ phải không ta? Rất cho là nên, nhỏ nhưng mà nó... Cho nên đó là tất cả các nhà hàng nó đóng cửa hết trơn rồi. Bọn mình nhìn thấy cái nhà hàng Mexican nó còn mở cửa. Thế là mình xin vào, mình gõ cửa nó và mình xin nó bán cho mình những cái thức ăn leftover, có nghĩa là thức ăn còn lại của nó. 6 người nó chỉ còn cái chừng này thôi. Đúng rồi, 6 người trên một chiếc xe. Mà cái lần đầu tiên mà cảm thấy là nó đói mà mình phải van xin ha, thật sự luôn hay chưa hả? Là mình van xin nó là bán cho mình bán cái thức ăn cái gì còn lại, cho nên nó đã đóng cửa đó. Nó đã clean up rồi. Đúng rồi, nó đã clean up, nó đóng cửa rồi. Nhưng mà mình gõ cửa và mình xin nó cái thức ăn còn lại, whatever nó còn lại đó, là nó đổ vô trong cái tô như thế này mà nó bán cho mình, là nhắm mà khổ không các anh chị? Quá là khổ, chuyến đi bão táp. May mà nó vẫn còn nóng đây. Trời ở đây rất là lạnh, vừa lạnh mà vừa windy nữa. Nhưng mà cái tô này cũng còn nóng. Hơn là nóng. Nó vẫn còn hơi ấm ấm, chứ nó không phải lạnh. Tại vì ở ngoài hồi nãy là nóng, nhưng mà đi tới đây giờ nó hơi ấm ấm. Ồ vậy hả? Ừ. Thế tội không các chị? Đi công tác mà kiểu này chết luôn.
thấy thương không các anh chị? Đó là cái câu chuyện đó. Tại vì lần đầu tiên mình đến cái khu này, cho nên đó là mình đâu có biết là ở đây người ta đóng cửa các cái nhà hàng rất là sớm như vậy. Cho nên chạy vòng vòng mà không có còn một chỗ nào bán thức ăn hết trơn á. Mình search vừa trên mạng rồi mình vừa chạy vòng vòng kiếm, thấy được cái nhà hàng Mễ này mà họ đã clean up, họ dọn dẹp luôn rồi đó. Vậy ra mà mình vào mình gõ cửa mình van xin, mình nói đó là nó giùm ơn giùm phước, nó bán cho bọn mình những cái thức ăn còn lại whatever đó, nó chưa có đổ đi đó. Tại vì ở bên Mỹ đó, mỗi khi mà thức ăn mà nó bán xong trong ngày đó thì nó dọn dẹp là phần còn lại là nó đổ đi hết, chứ nó không phải giống như nhà hàng Việt Nam của mình đâu. Cho nên mình thật sự là đói mà không còn chỗ nào để bán hết. Nếu chỗ này nó không bán chắc về khách sạn mà nhịn đói luôn, chẳng đem mì gói hay là cũng chẳng có cái gì để ăn hết trơn á các anh chị. Khiếp thiệt chứ. Ôi là trời. Nhưng cuối cùng thì cũng đã có được thức ăn, uống nước xong rồi thì bắt đầu mình đi ngủ đây. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã xem cái hành trình đi từ Los Angeles đến tiểu bang Michigan lần đầu tiên nha. Có ai là fan của bà Tám Cali ở Michigan không? Khách hàng của mình ở bên đây nhiều lắm đó. Mình với người bạn và cùng 4 người nữa đi sang đây để công tác họp hội nè. Nên mệt quá. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Anh chị ơi, ngân hàng của Angie hiện tại đang có chương trình cho vay tiền mua nhà không cần chứng minh thu nhập. Nếu anh chị nào muốn có căn nhà mơ ước của mình trong năm nay, xin đừng ngần ngại, hãy gọi cho Angie nhé.